trời Phật thương tình, cát tinh cao chiếu, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, được thần tài mở kho ban cho lộc lớn, quý nhân phù trợ. Vận số cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, trả sạch nợ nần, ôm tiền tỷ về nhà, đổi đời đại gia trong năm Giáp Thìn 2024. Minh Đường Tử Vi rất vui khi được gặp lại quý cô tuổi Canh Tuất trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Mến chúc quý cô luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang năm 2024, vận trình của quý cô tuổi Canh Tuất sẽ gặp phải nhiều khó khăn, đi kèm với đó cũng sẽ là không ít những cơ hội kéo đến, tài lộc ùn ùn đổ đầy nhà, sắm nhà to hơn, tậu xe xịn hơn, đổi đời nhanh hơn, từ đó mà sống một cuộc sống vinh hoa, phú quý hơn người, an hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Nếu như quý cô tuổi Canh Tuất hữu duyên xem được video này, thì may mắn, thời cơ sẽ đến, ắt sẽ đổi đời cải vận mà thôi. Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô tuổi Canh Tuất về vận trình, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, hướng xuất hành, tuổi Sông Đất, tử vi từng tháng âm lịch trong năm Giáp Thìn 2024. Cụ thể hơn thông qua tử vi sẽ giúp cho quý cô tuổi Canh Tuất biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với những năm trước đây. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không, cơ may nào đến với quý cô trong năm 2024 âm lịch này, quý cô cần phải chú ý điều gì và phải làm điều gì. Ngay bây giờ sẽ là luận giải nội dung chi tiết. Đầu tiên, tổng quan tử vi năm 2024 cho tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng. Năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng là 55 tuổi âm lịch và 54 tuổi dương lịch. Xét về thiên can, địa chi, ngũ hành, cung phi và tứ trụ. Xét về thiên can. Thiên can của người tuổi này là Canh, ngũ hành kim, gặp thiên can Giáp, ngũ hành mộc của năm 2024 là quan hệ tương phá. Trong năm nhiều bất đồng hay mâu thuẫn có thể đưa tới, quan hệ thành viên trong gia đạo không được tốt. Theo tử vi tuổi Canh Tuất, nam mạng năm 2024 thì điều này có thể ảnh hưởng tới tình cảm gia đạo, sức khỏe có thể không được tốt, hao tốn tiền của, đây cũng là năm người tuổi này nên chú ý về các khoản chi tiêu. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chăm sóc sức khỏe và chế độ ăn uống trong năm. Xét về địa chi. Xem tử vi tuổi Canh Tuất, nam mạng, năm 2024 cho biết địa chi của người này là Tuất, gặp năm 2024 địa chi Thìn, thuộc vào mối quan hệ tương xung, chính là thái tuế của bản mệnh. Đây là năm công việc của người tuổi này gặp phải nhiều bất lợi cũng như khó khăn đưa tới. Trong năm này, công việc nhiều thay đổi và sức khỏe không được tốt, bản thân nếu ốm đau trong năm Giáp Thìn có thể lâu khỏi và chuyện buồn đưa tới. Ngoài ra đây là năm tiền bạc cần tiêu pha nhiều cho công việc hoặc cuộc sống. Xét về ngũ hành. Theo tử vi tuổi Tuất, sinh năm 1970 năm 2024, ngũ hành thuộc kim, gặp ngũ hành thuộc hỏa của năm Giáp Thìn là hệ khắc nhập, xấu. Năm nay người có ngũ hành bản mệnh kim dễ bị đau ốm, bệnh tật nên sức khỏe chủ về không được tốt. Việc kinh doanh làm ăn gặp nhiều trở ngại và dễ đưa tới thua lỗ, mối quan hệ gia đạo không được hòa thuận, có chuyện bất đồng, mâu thuẫn và lục đục. Đây cũng là năm người tuổi này nên hạn chế những khoản đầu tư kinh doanh hay mở mang công việc. Ngoài ra nên chú ý vào tháng 8 âm lịch, bản mệnh chú ý gia đình đưa tới chuyện phiền muộn hoặc có bất lợi về tiền bạc. Xét về cung phi. Cung phi của người tuổi này là Chấn, thuộc hành mộc, gặp năm Giáp Thìn cung phi cũng là Chấn, thuộc hành mộc, chủ về phục vị. Năm Giáp Thìn với người cung phi Chấn không có nhiều biến động, cơ bản duy trì ổn định. Luận giải tử vi năm 2024, tuổi Canh Tuất nữ mạng cho thấy các công việc dự tính phát triển trong năm nay thì nên cẩn trọng và nếu chưa xem xét kỹ lưỡng thì không nên tiến hành. Về ngũ hành mộc của cung phi tuổi và ngũ hành mộc của cung phi năm là bình hòa, vì vậy tình cảm của gia đạo cũng như tiền bạc của người tuổi này trong năm cũng ở mức độ bình thường. Xét về tứ trụ, thiên hoàm địa hòa, thấy cuộc sống của nữ mạng tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970 trong năm 2024 không có thay đổi nhiều, đặc biệt là về công việc làm ăn. Tuy nhiên, khi nữ tuổi Canh Tuất gặp khó khăn trong công việc sẽ được quý nhân giúp đỡ. Sao chiếu mệnh, gặp sao kế đô chiếu mạng. Chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào, nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Vận hạn, gặp hạn thiên tinh. Là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa. Tuyệt đối không tắm khuya, nguy cơ bị cảm nguy hại tới tính mạng rất cao. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo, thị phi.
Xét về vận trình sự nghiệp của quý cô tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn 2024, quý cô tuổi Canh Tuất 1970 phải chịu tác động của nhiều hung tinh. Về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Công việc chủ về khó khăn và bất lợi, nhiều vấn đề xảy ra bất ngờ, không theo quỹ đạo hay kế hoạch đã tính trước, khiến bản mệnh rất vất vả để điều chỉnh. Đối với những người làm công ăn lương, dù sắp nghỉ hưu, nên quý cô về cơ bản không có suy nghĩ để tập trung vào việc thăng tiến trong sự nghiệp, nhưng cũng cần cẩn thận với công việc mình phụ trách, tránh sao nhã, gây ra sai sót ảnh hưởng đến tập thể và thu nhập của bản thân. Người làm đầu tư, kinh doanh cũng cần hết sức cẩn trọng trong việc mở rộng làm ăn, tốt nhất hãy điều tra rõ về thị trường trước khi đưa ra các quyết định. Năm này, quý cô tuổi Canh Tuất không có được quý nhân giúp sức, phải tự lực cánh sinh một mình gánh vác công việc là chính. Lại thêm sự tác động của hạn thiên tinh làm cho quý cô tuổi Canh Tuất gặp nhiều bất lợi trong công việc, đặc biệt chú ý trong kinh doanh, buôn bán, tránh những sai sót xảy ra có thể liên quan tới kiện cáo, thị phi, pháp luật, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn lao lý mà quý cô sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Xét về vận trình tài lộc của quý cô tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho quý cô tuổi Canh Tuất vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý cô trong năm này không mấy khả quan. Tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc là hung tinh, làm cho quý cô sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc trong năm nay. Khi đã có tuổi và mua sắm trực tuyến, quý cô nên thận trọng để tránh gặp phải những kẻ lừa đảo. Do đó, quý cô tuổi Canh Tuất nên cân nhắc và bàn tính kỹ lưỡng với người thân, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý trước khi đưa ra quyết định đầu tư hay xuất tiền. Đặc biệt ở thời điểm từ đầu đến giữa năm có thể chịu nhiều tổn hao tài chính. Tuy nhiên, từ giữa đến cuối năm tài vận có sự khởi sắc, công việc thuận lợi hơn, không còn chịu cảnh thiếu thốn về vật chất. Xét về phương diện tình cảm của quý cô tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Bước sang năm Giáp Thìn, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi Canh Tuất không tốt cho lắm, vận khí trong nhà suy giảm. Sự bận rộn trong công việc có thể khiến cho quý cô lơ là tình cảm gia đình, các mối quan hệ xung quanh trở nên nhợt nhạt, cuộc sống thiếu sinh khí. Lời khuyên cho quý cô tuổi Canh Tuất, dù bận rộn đến mấy, cũng nên dành một ít thời gian để quan tâm, chăm sóc gia đình. Đây vừa là cách hâm nóng tình cảm vợ chồng, cũng vừa giúp hóa giải một số vận hạn liên quan đến gia đạo trong năm Giáp Thìn này. Bên cạnh đó, quý cô tuổi Canh Tuất hãy luôn giữ tinh thần thoải mái, lạc quan, thái độ hòa nhã với đồng nghiệp. Căng thẳng quá độ có thể nảy sinh nhiều bất hòa, khiến công việc gặp nhiều khó khăn. Đối với quý cô tuổi Canh Tuất độc thân, nếu gặp được một nửa của mình cũng nên tạo cơ hội cho đối phương và mở lòng nhiều hơn. Quý cô sẽ cảm nhận được sự chân thành và nhiều niềm vui mới mẻ từ nửa kia. Đường tình duyên viên mãn sẽ giúp quý cô cảm thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa hơn. Xét về phương diện sức khỏe của quý cô tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, trong năm Giáp Thìn 2024. Quý cô tuổi Canh Tuất bước sang năm Giáp Thìn có vận trình sức khỏe kém hơn so với những năm trước đây. Các sao hung tinh nổi chìm, vận khí lên xuống thất thường, quý cô tuổi Canh Tuất sẽ cảm thấy sức khỏe của mình yếu đi rất nhiều, bệnh tật có thể kéo đến bất cứ lúc nào. Đặc biệt, gặp hạn thiên tinh trong năm, làm quý cô cần phải chú ý các vấn đề liên quan đến đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Ngoài sự sa sút về thể chất, tinh thần cũng mệt mỏi và áp lực, quý cô đã cảm nhận rất rõ sự giảm sút về sức khỏe của mình ở độ tuổi ngoài 50, phải chịu sự lão hóa, già đi theo tuổi tác. Quý cô trong năm này không nên phẫu thuật thẩm mỹ, lạm dụng dao kéo, kẻo lại làm cho sức khỏe càng thêm trầm trọng hơn, thậm chí còn nguy hại tới tính mạng. Sao kế đô chiếu mệnh, quý cô trong người mang âm khí nặng, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, rất dễ sinh tâm bệnh. Vì vậy, quý cô tuổi Canh Tuất trong năm nay phải chăm sóc bản thân mình thật tốt, nên có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh vui vẻ được, đừng để các sao hung tinh có cơ hội gây hại cho bản thân. Đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo,
Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Ngày, giờ xuất hành, tuổi Sông Đất tốt cho tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Số của tuổi Canh Tuất nữ mạng xuất hành vào giờ Chẵn, ngày lẻ và tháng lẻ. Làm ăn, hùn hạp hay phát triển về sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn, được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều thắng lợi to lớn, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch, thứ Bảy, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024, tức ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Canh Tuất gồm các khung giờ sau. Giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang. Giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Canh Tuất: xuất hành theo hướng Đông Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Đông Nam để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết. Dương lịch, chủ nhật, ngày 11 tháng 2 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, tức ngày Ất Tỵ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô: hướng tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch, thứ Hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2024, tức ngày Bính Ngọ, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Ngày này là ngày tam nương sát, xấu, kỵ khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô: xuất hành theo hướng Tây Nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Chính Đông để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm, để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi Sông Đất hợp với gia chủ tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Canh Tuất. Điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới Sông Đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi Sông Đất tốt nhất cho gia chủ tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, gồm các tuổi sau. Tuổi Kỷ Mão, sinh năm 1999, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, nam mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh sinh khí, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Nhâm Dần, sinh năm 2022, nữ mạng, bản mệnh bình hòa, thiên can bình hòa, địa chi tam hợp, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Quý Tỵ, sinh năm 2013, nữ mạng, bản mệnh tương sinh, thiên can bình hòa, địa chi bình hòa, cung mệnh thiên y, niên mệnh tương sinh, rất tốt. Tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, trong năm Giáp Thìn 2024, có Phạm Tam Tai, Hoàng Ốc, Kim Lâu, Thái Tuế không. Tam tai năm 2024 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Hạn Hoang Ốc năm 2024 không phạm Hoang Ốc. Tuổi Kim Lâu năm 2024 phạm Kim Lâu thân. Nếu quý cô tuổi Canh Tuất làm nhà thì sẽ mang tai họa cho chính bản thân mình. Thái Tuế năm 2024, quý cô tuổi Canh Tuất trong năm nay phạm xung Thái Tuế. Quý cô sẽ có những chuyện kém may mắn như phải chuyển nhà, chuyển công việc, bạn bè phản bội, bệnh tật, phá sản, gây thù kết oán. Quý cô cần giữ tỉnh táo hết sức nếu không muốn mắc phải trò lừa đảo của người khác, dễ rơi vào tình huống tình ngay lý gian. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ, không đến nơi hoang vu, hẻo lánh, không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự, không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác.
Tất cả những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho quý cô vướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay vướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trong năm Giáp Thìn 2024, tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng, cần đặc biệt chú ý tới hạn thiên tinh và sao kế đô chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn thiên tinh đối với tuổi Canh Tuất 1970, nữ mạng. Nói về hạn thiên tinh, ông cha ta có câu thơ sau: thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Hạn thiên tinh liên quan trực tiếp tới vấn đề sức khỏe, thị phi kiện cáo, có nghĩa thiên tinh là hạn xấu chủ về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề liên quan đường ruột, tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm, nếu không có sự chữa trị kịp thời sẽ nguy tới tính mạng. Ngoài ra hạn này còn liên quan tới việc kiện cáo thị phi. Phụ nữ bị hạn nặng hơn so với nam giới. Sức khỏe. Vấn đề sức khỏe của phụ nữ khi gặp hạn thiên tinh khá là nặng. Sức khỏe yếu đi, mắc bệnh về tiêu hóa, khả năng hấp thụ dinh dưỡng kém, nếu nhẹ thì có thể bị đau bụng, đi ngoài, nặng hơn thì ngộ độc tới mức nguy hiểm cho tính mạng. Kiện cáo. Người gặp hạn thiên tinh dính tới những cãi vã, xích mích, kiện tụng thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Làm ăn không chính đáng dẫn tới tù tội, hoặc bị người khác vu oan giá họa, tai bay vạ gió và rơi vào chốn ngục tù. Kiện tụng thì chẳng thắng chỉ thấy thua, chịu tai tiếng, nặng hơn thì chịu án phạt. Hạn thiên tinh gây ra nhiều áp lực tai họa khiến cho tinh thần không thoải mái, bất an, buồn rầu và mệt mỏi. Cuộc sống gia đình vì thế mà bất hòa, không hạnh phúc. Có hai điều cần biết để vượt qua hạn thiên tinh đối với quý cô tuổi Canh Tuất 1970. Thứ nhất, về sức khỏe. Những ai gặp sao thiên tinh, đặc biệt là phụ nữ cần lưu ý tới chế độ ăn uống, chỉ dùng thực phẩm sạch, tránh xảy ra ngộ độc. Dành thời gian chăm sóc bản thân, không ăn thức ăn khó tiêu, tránh bị đau bụng, tiêu chảy, tệ hơn là ngộ độc thực phẩm. Phụ nữ mang thai cẩn thận khi đi lại, không ăn những món nhiều dầu, mỡ hay thức ăn đông lạnh. Nếu không may sẽ dễ mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, đau dạ dày, thắt ruột thì rất nguy hại. Thứ hai, liên quan đến kiện tụng. Những ai gặp hạn thiên tinh trong làm ăn cần cẩn thận tính toán kỹ lưỡng. Không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào pháp luật. Luôn giữ bình tĩnh, tránh xung đột ra tòa. Bên cạnh đó, cần tu tâm, dưỡng tính, làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu bình an, gia đạo hạnh phúc. Đặc biệt, bạn nên có chế độ rèn luyện bản thân nhằm nâng cao sức đề kháng. Sự tác động của sao kế đô đối với quý cô tuổi Canh Tuất trong năm 2024. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa người âm phá rối, dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn hay buồn phiền chán nản. Gia đạo bất an, phát sinh tang sự, phải xa xứ lông bông. Nữ giới cực kỵ sao kế đô, khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui. Nhưng nếu mang bầu, mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, dữ sẽ hóa lành. Bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng. Kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan, đầu năm bình thường, giữa năm xuất chúng, đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát. Thế nên gia chủ cứ hy vọng, mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn. Từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao kế đô là một hung tinh nên cần làm lễ giải hạn để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống, mong muốn tránh được rủi ro và gặp nhiều may mắn. Lễ cúng dâng sao giải hạn kế đô vào đầu giờ chiều ngày 18 âm lịch hàng tháng, đặt bàn thờ về hướng chính Tây. Trên bàn thờ đặt 21 ngọn đèn, nến, bố trí theo các vị trí hướng sao hiện để cúng sao giải hạn. Vận trình từng tháng của tuổi Canh Tuất, nữ mạng trong năm 2024 được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng. Quý cô tuổi Canh Tuất bước sang tháng đầu tiên của năm Giáp Thìn, được cục diện ngũ hành tam hợp trợ mệnh, công việc của quý cô trong tháng này không phải lao tâm khổ tứ nhiều. Tuy nhiên, quý cô phải chú ý điều chỉnh cảm xúc để tránh xảy ra tranh chấp về lời nói, xung đột thân thể với mọi người. Quý cô tuổi Canh Tuất nên học cách kiềm chế cảm xúc trong hoàn cảnh đặc biệt, không nên hành động bốc đồng, cần chín chắn, lý trí hơn. Năm mới nếu không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi hung tinh thì tốt nhất nên cẩn thận đi lại, hạn chế nói nhiều. Vận trình tháng 2 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng.
Quý cô tuổi Canh Tuất trong tháng này có vận trình tài lộc tương đối hanh thông, công việc có phần bình ổn, không có nhiều vấn đề phát sinh. Chỉ là tháng này không thích hợp để đầu tư quy mô lớn, nên quý cô cần cân nhắc trước khi quyết định. Tài vận trong năm gặp nhiều khó khăn, quý cô cần phải biết kiềm chế sự ham muốn về mua sắm theo sở thích của bản thân để tránh thất thoát về tiền bạc một cách lãng phí. Trong tháng cũng nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức, tình hình sức khỏe sẽ nhanh chóng được cải thiện. Vận trình tháng 3 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Quý cô tuổi Canh Tuất bước sang tháng 3 âm lịch có vận trình sự nghiệp không mấy khởi sắc. Tháng này là tháng Thìn, tháng xung với tuổi của bổn mạng, lại thêm hung tinh thiên khốc, tăng môn, làm cho tinh thần không tốt, bạn dễ bị lơ là, mất tập trung khi làm việc. Tháng này quý cô tuổi Canh Tuất nên cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, hoặc liên quan đến pháp luật, kiện tụng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Trong tháng này thời tiết thay đổi, chú ý trong ăn uống rất dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa do thiên tinh gây ra. Vì vậy, lời khuyên cho quý cô tuổi Canh Tuất nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến bản thân. Vận trình tháng 4 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang tháng 4 âm lịch, điềm báo quý cô tuổi Canh Tuất dễ bị cuốn hút bởi những món đồ xa xỉ, cũng dễ bị lừa bởi những quảng cáo đầu tư và quản lý tài chính sai lầm, điều này có thể làm cho quý cô tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ. Vận đào hoa trong tháng này với quý cô tuổi Canh Tuất khá tốt, quý cô thích trưng diện, cũng rất cuốn hút, có thể làm quen được với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác. Nếu quý cô muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên mở lòng và cho cả hai cơ hội. Vận trình tháng 5 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Tháng 5 âm lịch, quý cô tuổi Canh Tuất có vận trình tình cảm tương đối lạc quan. Với sự trợ giúp của giải thần, thiên phúc, giúp cho mối quan hệ của quý cô và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết, mọi người xích lại gần nhau hơn. Trong tháng, tài lộc có được chỉ ở mức tiểu cát, không nên đầu tư làm ăn quy mô lớn, chẳng hạn như đầu tư bất động sản hay ngành phẫu thuật thẩm mỹ, nên đừng nhúng tay vào. Vận trình tháng 6 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, địa hung, cùng với sự tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung, thìn tuất sửu mùi, gây ra nhiều bất ổn cho vận trình. Quý cô tuổi Canh Tuất dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, làm cho cơ thể cảm thấy mệt mỏi, bơ phờ. Đặc biệt, nhiều người tham công tiếc việc sẽ làm việc quá sức trong tháng này, nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Quý cô tuổi Canh Tuất không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, hãy nhìn nhận mọi việc theo chiều hướng tích cực, thật vui vẻ, lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với bạn bè hoặc người thân của mình. Vận trình tháng 7 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, nữ mạng. Bước sang tháng 7 âm lịch, về tổng thể vận trình tài lộc của quý cô tuổi Canh Tuất ở mức trung bình, có thu, có chi. Dù là tháng 7 cô hồn, nhưng quý cô có số được thần Phật che chở mà vận trình được hanh thông. Các sao cát tinh chiếu, bảo vệ, cho nên vận thế của quý cô về cơ bản ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, quý cô tuổi Canh Tuất nhờ có sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Giải, Thiên Phúc làm cho vận trình tài lộc có dấu hiệu tăng nhẹ. Một số người sẽ có thành tích tốt trong công việc, được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Việc kinh doanh buôn bán có nhiều dấu hiệu khởi sắc, tài lộc theo đó cũng có được sự gia tăng đáng kể. Vận trình tháng 9 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Trong tháng này, dưới ảnh hưởng của các hung tinh, lại thêm thái tuế án ngữ, quý cô tuổi Canh Tuất có thể trở nên nóng tính, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với những người xung quanh vì một số chuyện vặt vãnh, kể cả những người thân trong gia đình. Tháng đương đầu thái tuế, vận khí sụt giảm, tâm tính bất ổn, tài lộc khó tụ, quý cô tuổi Canh Tuất nên chú ý vấn đề về sức khỏe nhiều hơn, nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường, nên thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Cẩn trọng giữ mồm, giữ miệng, ắt vượt qua vận hạn. Vận trình tháng 10 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Tháng 10 âm lịch, quý cô tuổi Canh Tuất với khó khăn phần nào được tháo gỡ khi không chịu tác động mạnh của các hung tinh. Sức khỏe được cải thiện, chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn.
Năng lượng tích cực giúp cho quý cô học hỏi được nhiều điều mới lạ từ những người khác, xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc, nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Vận trình tháng 11 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Tháng 11 âm lịch thiên về tình trạng bận rộn. Quý cô tuổi Canh Tuất bị ảnh hưởng bởi không khí cuối năm, không chỉ phải đối mặt với đủ loại công việc ở nơi làm việc mà còn ôm theo rất nhiều việc nhà, đó cũng là một áp lực không hề nhỏ. Tuy nhiên, trong tháng, nhờ quý nhân tam hợp nâng đỡ, khó khăn phần nào được tháo gỡ. Quý cô cần tránh nóng vội nên giải quyết từ từ từng việc để có thể thu được kết quả tốt nhất. Người làm công ăn lương thì nhận được khoản tiền lương, tiền thưởng hậu hĩnh. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều thuận lợi, buôn may, bán đắt, lợi nhuận không ngừng tăng lên, tiền bạc thu về không ít cũng giúp cho quý cô cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Sức khỏe được cải thiện, chuyện tình cảm cá nhân cũng hài hòa hơn, gia đình được an vui, hạnh phúc. Vận trình tháng 12 âm lịch 2024 đối với tuổi Canh Tuất, nữ mạng. Bước sang tháng 12 âm lịch này, tháng cuối cùng của năm, đây là tháng xung của tuổi bổn mạng, quý cô tuổi Canh Tuất cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân. Chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người, tránh mâu thuẫn gay gắt, gây ra nhiều hiềm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại. Khi giao tiếp với con cái của mình, sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ, quý cô cũng cần chú ý tránh làm cho không khí gia đình thêm căng thẳng. Vận trình tài lộc trong tháng này vẫn có thu, nhưng phải chi tiêu nhiều cho những thứ phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là phải chi tiêu mua sắm trong Tết. Quý cô nên có kế hoạch chi tiêu rõ ràng, khoa học để tránh tình trạng thu không đủ chi, họa phá tài rình rập. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về tử vi tuổi Canh Tuất, nữ mạng trong năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự cát tường. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!